Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, không chỉ có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp với non nước hữu tình, mà khu du lịch Tràng An Cổ còn mang trong mình vẻ đẹp huyền bí của những dấu ấn lịch sử, văn hóa của vùng đất Ninh Bình, thu hút nhiều du khách bốn phương đến tham quan, nhất là trong dịp đầu xuân mới. Với quy mô không quá lớn, bao gồm một khúc sông Sào Khê chảy qua hang Luồn và qua làng Tràng An Cổ, nhưng chắc hẳn cũng sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm thú vị, nhất là khi du khách được lênh đênh trên thuyền, thưởng ngoạn vẻ đẹp hài hòa giữa sông và núi, đồng thời lại được nghe những câu chuyện lịch sử thú vị. Đến với hang Luồn để được tận mắt chứng kiến những dấu tích được chạm khắc trực tiếp lên đá, cùng những di vật khảo cổ được tìm thấy ở hang Luồn, đâu đâu cũng gắn với những câu chuyện lịch sử hào hùng của dân tộc. Đặc biệt là du khách cũng đừng bỏ lỡ cơ hội được leo núi với hành trình quanh co nhưng qua từng bậc thang, du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng toàn cảnh vẻ đẹp từ trên cao. Chịu ảnh hưởng của khối không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường về phía Nam, chi phối nên ở các tỉnh Bắc Bộ trời nhiều mây hơn trong đêm nay và ngày mai, đồng thời có mưa, trời rét với mức nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 12 cho đến 17 độ, vùng núi có nơi rét đậm. Đến ngày 24-25 tháng 2, khu vực các tỉnh Bắc Bộ nằm sâu trong khối không khí lạnh, vì thế mưa giảm dần, trưa chiều hửng nắng, đêm và sáng sớm trời vẫn còn rét, khi nhiệt độ thấp nhất ở khoảng từ 11 cho đến 16 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Với thời tiết này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động ngoài trời và du lịch, nhưng du khách cũng cần lưu ý đến việc mặc ấm khi tham gia các hoạt động ngoài trời vào chiều tối và đêm và lúc sáng sớm. Cũng nằm trong xu thế thời tiết đó nên ở tại Ninh Bình trong 24 giờ tới trời còn nhiều mây, có mưa nhưng sau đó mưa sẽ giảm dần và thời tiết sẽ thuận lợi hơn cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Tuy nhiên nếu khách tham quan du lịch đến nơi này cần giữ ấm vì đêm và sáng sớm trời vẫn còn rét với mức nhiệt thấp nhất ở khoảng từ 16 cho đến 18 độ. Sáng sớm có sương mù làm cho tầm nhìn xa có phần hạn chế các phương tiện tham gia giao thông và buổi sáng vẫn cần hạn chế tốc độ. Sự tăng cường của khối không khí lạnh kết hợp với yếu tố địa hình đón gió, nên khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đây được xem là nơi có mưa nhiều nhất cả nước trong ngày 23 tháng 2. Những ngày sau đó thì mưa có xu hướng giảm dần ở diện rải rác và lượng mưa sẽ giảm theo. Đêm và sáng sớm trời lạnh với mức nhiệt thấp nhất hầu như không vượt quá ngưỡng 20 độ. Với thời tiết này phần nào sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận ở rìa xa phía Nam khối không khí lạnh tăng cường. Do vậy mà thời tiết trong 3 ngày tới chủ yếu là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động ở khoảng từ 26 cho đến 29 độ. Riêng các tỉnh thành ở phía Nam sẽ là từ 29 cho đến 32 độ. Thời tiết trên toàn khu vực nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch trên đất liền. Riêng tại vùng biển vào thời kỳ này, từ ngày 23 cho đến 25 tháng 2, thì gió đông bắc ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6, du lịch biển đảo cần chú ý. Khối không khí lạnh khuếch tán sâu về phía Nam sẽ suy yếu hẳn, do vậy mà khu vực các tỉnh vùng cao Tây Nguyên trong vòng 3 ngày tới chủ yếu là đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ tan nhanh khi đến trưa, trưa chiều trời nắng. Với thời tiết này khá thuận lợi cho hoạt động ngoài trời và du lịch. Dự báo mức nhiệt cao nhất trong 3 ngày tới dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ, thấp nhất về đêm cho đến sáng sẽ là từ 20 cho đến 23 độ. Khối không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường và lệch đông khá nhanh. Điều này tạo điều kiện cho gió đông bắc mang hơi ẩm từ biển và đất liền, gây nên tình trạng sương mù vào sáng sớm ở khu vực các tỉnh Nam Bộ. Nhưng sương mù khá mỏng và tan nhanh đến trưa chiều thì trời nắng và cường độ nắng tăng nhanh. Khi đến giữa trưa, có nơi trời khá oi bức và nắng nóng với mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực, dao động trong khoảng từ 32 cho đến 35 độ, có nơi còn trên 35 độ. Các hoạt động ngoài trời nên hạn chế dưới trời nắng chói chang quá lâu. Ban đêm thì không mưa, nền nhiệt thấp nhất dao động trong khoảng từ 23 cho đến 26 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của Đài Truyền hình Số VTC. Sau đây sẽ là phần dự báo cho các thành phố du lịch trên cả nước trong 24 giờ tới. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.